Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Nông dân Ba Bể tập trung khắc phục những diện tích bí xanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, ngày 26 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn tỉnh công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quán triệt triển khai các nội dung cơ bản về công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 2021-2025 và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình. Các đại biểu cũng đã trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, giải đáp, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện tại cơ sở. Thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở. Nhân dịp 65 năm ngày truyền thống lực lượng hồ sơ công an nhân dân 27 tháng 3 năm 1957, 27 tháng 3 năm 2022, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hồ sơ nghiệp vụ. 65 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân đã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu của từng lực lượng, phục vụ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Lực lượng hồ sơ không quản ngày đêm, cần mẫn thu thập, phân tích, xử lý thông tin từ các nguồn để xây dựng nên hệ thống các loại tàng thư nghiệp vụ, đóng góp ngày càng hiệu quả, giúp các đơn vị đưa công tác nghiệp vụ đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Công an tỉnh đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phòng hồ sơ nghiệp vụ, tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hồ sơ nghiệp vụ thời gian qua. Thưa quý vị khán giả, mưa lớn vừa qua đã làm cho không ít diện tích bí xanh thơm của các xã Địa Linh và Chu Hương, huyện Ba Bể bị vùi lấp, ngập úng. Hiện nay bà con nông dân đang triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, đồng thời chăm sóc để cây bí phát triển tốt. Năm nay gia đình bà Phùng Thị Hường ở thôn Bắc Nghè, xã Địa Linh trồng được 2.000 mét vuông bí xanh thơm. Hiện nay cây bí xanh đã cao được khoảng 1 mét và chuẩn bị leo giàn. Tuy nhiên vừa qua toàn bộ diện tích này đã bị nước lũ cuốn trôi và vùi lấp gây thiệt hại lớn. Hiện gia đình đang tập trung khắc phục bằng cách khơi thông dòng chảy, dựng lại những cây bí còn tốt và chuẩn bị giống để trồng thay thế những cây đã chết. Sau trận lũ vừa rồi là gia đình tôi là trồng được 2.000 mét vuông bí là bị thiệt hại hết rồi. Hiện tại bây giờ là phải phục hồi lại, là phải mua giống về trồng, thì bây giờ là mong chính quyền địa phương cấp trên là giúp đỡ hỗ trợ người dân để tái sản xuất ạ. Theo thống kê, trận mưa lũ vừa qua đã làm cho khoảng 5 hectare bí xanh thơm của hai xã Chu Hương và Địa Linh bị hư hỏng, trong đó chủ yếu là xã Địa Linh. Ngay sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài các loại hoa màu khác thì đối với cây bí xanh chủ yếu là dựng lại giàn, khơi thông dòng chảy để đảm bảo cây không bị ngập úng. Ban chỉ huy quân sự xã đã là tham mưu cho đảng ủy ra quyết định và huy động lực lượng dân quân tham gia khắc phục hậu quả do cái mưa lũ xảy ra. Thì đợt vừa rồi thì có nhà cửa, là cũng có một nhà thì gia đình là cũng thiệt hại rất nhiều, thì huy động được 40 đồng chí giúp là dọn dẹp nhà cửa và khắc phục lại nhà cửa cho nhân dân. Hiện nay cây bí xanh thơm tại huyện Ba Bể đang chuẩn bị leo giàn. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất sau này của cây. Chính vì thế việc nhanh chóng khắc phục những diện tích cây bị ngập úng là rất cần thiết. Riêng đối với những diện tích bị vùi lấp, không khắc phục được, chính quyền các địa phương cũng hướng dẫn người dân nhanh chóng tập trung làm đất để trồng lại, đảm bảo trồng càng sớm càng tốt để cây kịp phát triển. Trận mưa to đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 3 thì gây lũ quét ngập úng, xã đã tổ chức 4 tại chỗ để giúp nhân dân khắc phục và kiểm tra tổng hợp thiệt hại hoa màu nhà cửa để nhân dân ổn định cuộc sống. Việc nhanh chóng vào cuộc giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là với những diện tích hoa màu bị thiệt hại sau lũ của chính quyền các địa phương huyện Ba Bể như vừa qua là rất kịp thời. Tuy nhiên, song song với đó, ngành chuyên môn của huyện cũng cần nhanh chóng có hướng dẫn kỹ thuật,
khắc phục đối với từng loại cây cụ thể. Có như vậy mới đảm bảo cho hoa màu sau thời gian khắc phục phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng ổn định. Do đặc điểm khí hậu nên huyện A Rì cấy lúa chậm hơn so với các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, ngành chuyên môn cùng các xã thị trấn tích cực đôn đốc người dân. Đến thời điểm này, cơ bản đã hoàn thành gieo cấy 1.600 hectare lúa xuân. Bà con lựa chọn các giống lúa trong cơ cấu chủ yếu là giống lúa lai chất lượng cao như Khang Dân 18, Nhị Ưu 838, Sán Ưu 63. Trước đó, bà con đã chủ động gieo mạ quanh tiết lập xuân và thực hiện các biện pháp chống rét. Đến trung tuần tháng 3, người dân đồng loạt ra đồng cấy lúa. Bà con thường đi cấy đổi công nên tiến độ cấy được đẩy nhanh. Những diện tích cấy muộn chủ yếu là các thửa ruộng ở các khe suối, ở những khu vực xa khu dân cư hoặc thửa ruộng không chủ động được nước. Tối qua 26 tháng 3, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Cạn đã có các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2022. Trong thời gian từ 20:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 3, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Cạn điều chỉnh tắt 2/3 hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí công cộng trên địa bàn thành phố, trừ các nút giao thông quan trọng và các mục tiêu cần bảo vệ. Một số hộ gia đình, cơ quan cũng thực hiện tắt thiết bị điện không cần thiết trong thời gian này. Với hành động tắt điện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, thể hiện sự ủng hộ đối với hành tinh, trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 những ngày vừa qua, khi số ca mắc mới tại huyện Chợ Đồn liên tục tăng nhanh, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai số điện thoại hotline phục vụ công tác hỗ trợ tư vấn các bệnh nhân F0. Trên thực tế, việc cung cấp số điện thoại nóng đã góp phần phòng chống dịch COVID-19. Song song với công việc chuyên môn, từ đầu tháng 3, bác sĩ Lưu Thanh Hào được giao trực số điện thoại hotline để phục vụ công tác tư vấn hỗ trợ các bệnh nhân F0. Hiện mỗi ngày, bác sĩ Hào tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại của bệnh nhân nhiễm COVID-19, người nhà bệnh nhân đề nghị tư vấn về cách chăm sóc, điều trị tại nhà. Có một số bệnh nhân chuyển nặng được tư vấn kịp thời. Thì mỗi người mới thực hiện 24/24 giờ, những cái trường hợp có bệnh nhân có gọi đến về điều trị tại nhà thì chúng tôi sẽ tư vấn về cách điều trị, hướng dẫn cách điều trị và thực hiện cách ly tại nhà. Thì còn những cái trường hợp mà có vấn đề gì vướng mắc và cảm thấy khó khăn thì họ sẽ điện thoại và tư vấn. Hiện nay, huyện Chợ Đồn đang có hơn 3.100 F0 điều trị tại nhà. Để đảm bảo công tác hỗ trợ điều trị tại nhà được thuận lợi, đúng quy định, Trung tâm Y tế huyện đã cung cấp hai số điện thoại nóng gồm 0911 915 513 và 0911 915 134 hỗ trợ 24/24 giờ cho người dân. Hai số điện thoại được giao cho hai cán bộ trực tiếp quản lý và hỗ trợ. Hơn 10 ngày qua, cán bộ tư vấn đã tiếp nhận trên 200 thông tin phản ánh của người dân. Đa số các nội dung chủ yếu hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính cho các ca F0 điều trị tại nhà, quy trình cách ly khi phát hiện dương tính với COVID-19. Đặc biệt đối với những trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân tình trạng không tốt, số điện thoại hotline chuyển ngay nội dung đến các đơn vị y tế xã phụ trách. Là họ cho số hotline, trạm sẽ tư vấn luôn, tư vấn về là thực hiện cách ly như thế nào, các dấu hiệu, các triệu chứng bất thường nào cần phải báo cho trạm y tế. Khi mà có triệu chứng mà sốt, ho, đau họng thì sẽ dùng thuốc gì, thuốc gì thì bọn em sẽ tư vấn. Thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin là rất cần thiết và đã đem lại hiệu quả nhất định trong phòng chống dịch COVID-19 ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Việc triển khai số điện thoại hotline ở Chợ Đồn góp phần không nhỏ hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân COVID-19 khi điều trị tại nhà. Gần đây, người dân tổ 2 phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn có ý kiến về việc nước xả thải của một doanh nghiệp chăn nuôi lợn đóng trên địa bàn làm cá trong ao chết hàng loạt. Đây là lần thứ 2 sau 4 năm cá trong ao của gia đình anh Triệu Kim Khánh, tổ 2 phường Xuất Hóa bị chết hàng loạt như thế này. Mùi hôi thối bốc lên làm ô nhiễm môi trường xung quanh, mặc dù gia đình ngày nào cũng vớt cá chết và đem đi xử lý. Khoảng trên 1 tấn cá bao gồm chấm, chép, mè, gần đến ngày xuất ao đã bị mất trắng. Ước thiệt hại gần 50 triệu đồng. Anh Khánh cho rằng nguyên nhân là do nước thải đen đặc bốc mùi này của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Huế thải trực tiếp ra ao nhà mình. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm để có kết luận cuối cùng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.